Xác định bốn đội bóng đầu tiên ở châu Á gần 100% bị loại khỏi VL thứ 3 World Cup 2022. Đây là một sự bất ngờ lớn, bởi lẽ trước khi VL thứ 3 World Cup 2022 bắt đầu thì The Team Trung Quốc được đánh giá khá cao với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Mới đây nhất, trang We Global Football đã đưa ra những tính toán của mình về cơ hội đi tiếp của 12 đội bóng tại VL thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam, Syria, Trung Quốc và Lebanon là bốn đội bóng được We Global dự đoán là gần như chắc chắn sẽ không có vé dự World Cup 2022. Theo We Global, cơ hội góp mặt tại Qatar của The Team Việt Nam hiện tại chỉ là 0,41%. Syria, Trung Quốc, Lebanon cũng không khá khẩm hơn là bao khi xác suất dự World Cup 2022 của họ lần lượt là 0,48%, 0,46% và 0,26%. Việc We Global đưa ra dự đoán bốn cái tên kể trên có xác suất gần 100% sẽ không dự World Cup 2022 chỉ sau 2 vòng đấu cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, trong số 4 đội bóng này thì chưa có bất cứ đại diện nào giành được một chiến thắng tại các bảng đấu của mình. Thậm chí, ở bảng B thì Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa thể có nổi một điểm. Ở bảng A, Syria và Lebanon có để lại đôi chút ấn tượng khi đều có được một điểm sau 2 trận. Có thể nói, dù chặng đường vẫn còn rất dài nhưng sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp của bốn cái tên kể trên với các đội bóng còn lại đã khiến Việt Nam, Syria, Trung Quốc và Lebanon đang dần bị bỏ lại trong cuộc đua giành 4,5 vé dự World Cup 2022. Trong đó, Trung Quốc dĩ nhiên là đội bóng để lại nhiều sự thất vọng nhất. Bởi lẽ, trước khi VL thứ 3 bắt đầu, thầy trò huấn luyện viên Lý Tiến tỏ ra rất tự tin với dàn sao nhập tịch cực kỳ hùng hậu của mình. Ở trận đấu tới gặp The Team Việt Nam, The Team Trung Quốc sẽ đối mặt với một tổn thất không nhỏ khi đội trưởng UC không thể thi đấu do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Trong khi đó, hàng thủ The Team Việt Nam sẽ có sự phục vụ trở lại của Đỗ Duy Mạnh khi đã hoàn thành xong án phạt treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Saudi Arabia. Đây sẽ là một sự bổ sung vô cùng cần thiết trong bối cảnh chúng ta liên tục bị mất người ở hàng thủ vì chấn thương.